Anh rất tốt thế nhưng thà đường dọc vui hơn Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn Sẽ chẳng phải tốt lên phải hước như lúc này Rằng mẹ anh bắt chia tay Thật ra thì trong tình yêu mà người ta nói là đủ yêu Tình yêu đủ lớn thì mới có thể giữ được nhau Nhưng mà với Vuka thì đó còn là duyên nợ nữa nếu mình đúng người đúng thời điểm và mình hợp gu hợp tính cách nhau thì mình sẵn sàng sẽ đến với nhau tại bây giờ cũng đâu còn trẻ nữa đâu puka luyện giọng để hát tặng khách mời trong đám cưới được tổ chức vào cuối năm nay gần đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại khoảnh khắc puka trổ tài ca hát theo thông tin nữ diễn viên đang tập duyệt để hát trong đám cưới của mình bên cạnh đó khi nữ diễn viên cất những tiếng hát đầu tiên đã làm cho khán giả không khỏi xôn xao bởi tông nhịp lên xuống đầy bất ổn giọng một nơi bít một nẻo khi nghe puka hát mọi người không nhịn được cười nhiều tài khoản đã để lại bình luận như sau anh kiệt nghe xong chắc cảm lạnh về giọng hát của chị lắm chuẩn bị có bản hit triệu view đến từ Puka. Mọi người đang hóng siêu phẩm trong đám cưới Puka lắm nè. Giọng hát này chinh phục được mỗi trái tim của Jin mà thôi. Với tinh thần hát góp vui Puka rất thoải mái thể hiện ca khúc nào đó để khuấy động bầu không khí vui tươi vui. Được biết Puka là một trong những nữ diễn viên hài nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả bởi tính cách hài hước, gần gũi. Cộng đồng mạng đang rất mong chờ ngày cặp đôi lên xe hoa. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Jin Bu sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Các bạn có mong chờ đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt không ạ? À?